Do nạn đói, chiến tranh, thảm họa tự nhiên, nước Mỹ sụp đổ và đổi thành Panem, một đất nước chia làm 13 quận và quản lý bởi thủ đô Capitol. 13 quận vất vả làm việc, nhưng méo có tiếng nói, dẫn đến một cuộc nổi dậy lật đổ chính quyền, nhưng bị Capitol đàn áp, trừ quận 13 bị phá hủy. Capitol trừng phạt 12 quận bằng cách bắt họ hàng năm cống nạp một nam và một nữ từ 12 đến 18 tuổi, đưa đến đấu trường, giải oánh nhau, đến khi còn một kẻ sống sót. Cuộc thi này được gọi là Hunger Games, đấu trường sinh tử. Sau 74 năm, đấu trường trở thành show giải trí của người dân Capitol. Nhưng là nỗi sợ hãi của người dân 12 quận, nhất là với Primrose Evaden, vừa tròn 12 tuổi. Vì đây là lần đầu tiên cô trải qua sự kiện bốc thăm kẻ bị cống nạp của quận 12. Prim có một người chị gái là Canis, có khả năng bắn cung như Hoàng Trung, cộng thêm cả trừng phạt và rừng phàm quái nơi sống gia đình. Sau khi bố cô mất và mẹ cô quá suy sụp vì chuyện đó, người yêu của Canis là Gail Hawthorne, một thanh niên rất có ích, nhưng không phải là bây giờ. Trong một lần đi mua đồ, Canis tìm thấy một huy hiệu chim hống nhại, một loài chim mà bạn chưa bao giờ nhìn thấy. Vì nó méo có thật. Vào ngày bốc thăm chọn ra cống phẩm, đại diện của Capitol, Effie Trinket, đến quận 12 để tổ chức lần tuyển chọn này. Canis tặng huy hiệu cho em gái như một lời chúc may mắn, khiến cho tên của Prim được bộc chứng ngay phát đầu. Nhìn thấy em gái đi nước này chỉ có đi vào lòng đất, nên Canis đã xông ra tình nguyện đi thay thế cho cô và trở thành người tình nguyện đầu tiên và duy nhất của lần chọn cống phẩm này. Người nam còn lại được chọn là Peter Melak. Trước khi lên đường, Canis được gặp lại gia đình. Prim đưa lại chiếc huy hiệu chim hống nhại cho cô cùng lời chúc may mắn. Canis và Peter sau đó được đưa đến một con tàu để đi đến thủ đô. Cả hai ngỡ ngàng vì mùi tiền, mùi của sự sung túc toát ra từ con tàu, khác biệt hoàn toàn với sự tiêu điều của các quận. Đi cùng họ còn có Haymitch, một người chiến thắng của quận 12 với tư cách cố vấn, nhưng Haymitch lại tỏ ra là một kẻ mất hết ý chí, chỉ quan tâm đến rượu và đồ ăn và bỏ đi mặc kệ hai người. Dù vậy, Peter quyết tâm bám theo để học hỏi kinh nghiệm sống sót của ông. Canis sau khi chứng kiến sự tàn khốc của đấu trường qua TV cũng quyết định tới tầm sư học đạo. Haymitch chỉ ra muốn thành công thì phải biết chấp nhận đắng cay ngọt bùi. Nếu ông bà già mà không lo hết thì cần có mối quan hệ rộng với các nhà tài trợ để nhận gói cứu trợ trong hoàn cảnh khó khăn. Lúc này, con tàu đã đến với thành phố Capitol phồn hoa. Người dân thành phố này như sống trong tuần lễ thời trang thủ cuối và xuân tóc đỏ và đang cực kỳ phấn khích với các cống phẩm của 12 quận. Canis vừa đến đã được đem đi tẩy trần và đưa đến gặp Sina, người thiết kế trang phục cho buổi diễu hành. Bình thường thì cô sẽ phải mặc trang phục của quận 12 liên quan đến thợ mỏ, nhưng Sina cảm phục với câu chuyện của cô và đã thiết kế một bộ trang phục nóng bỏng theo đúng nghĩa đen, giúp cho Canis và Pita trở thành tầm điểm của sự chú ý. Cuối buổi diễu hành, Tổng thống Snow tuyên bố khai mạc đấu trường lần thứ 74. Tất cả được đưa đến phòng ngủ, chuẩn bị tinh thần cho những buổi tập huấn sinh tồn và chiến đấu sau đó. Trong suốt khoảng thời gian này, những cống phẩm sẽ được các nhà tài trợ quan sát và chính họ cũng thu thập thông tin về đối thủ. Những tay gà nòi quận 1 và quận 2 được huấn luyện từ bé để chiến thắng. Cô bé Ru từ quận 11 leo trèo cực giỏi, Fogface, với khả năng xử lý thông tin cực đỉnh. Pita thì có sức ném tốt và có khả năng ngụy trang bản thân. Kết thúc huấn luyện là một buổi đánh giá cá nhân của các nhà tài trợ, nơi mà bọn họ phải thể hiện hết sức để có được đánh giá cao nhất. Đến lượt Katniss, cô thể hiện khả năng dùng cung, nhưng vì quá lo lắng khiến cho cô hụt ngay phát đầu, khiến chẳng còn ai quan tâm đến cô nữa. Katniss muốn gào lên, ôi bạn ơi! Nhưng cô không làm thế, mà bắn thẳng vào quả táo trong mâm đồ của nhà tài trợ, khiến cho tất cả ngỡ ngàng. Sự liều lĩnh này đem tới cho Katniss điểm số cao nhất trong tất cả các thí sinh. Tổng thống Snow biết tin, đã gọi cho người phụ trách trò chơi, Seneca Crane, nhắc anh ý nghĩa thực sự của đấu trường là răn đe 12 quận. Kẻ chiến thắng có được vinh hoa phú quý, là hy vọng, là ước mơ của họ. Nhưng kẻ chiến thắng cũng chỉ phụ thuộc vào chính quyền Capitol. Hành động mang tính phản kháng của Katniss là một điều cấm kỵ và phải kiềm chế nó lại ngay. Sau đó, một chương trình tương tác với các cống phẩm được tổ chức. Câu chuyện của Katniss đang được khán giả cực kỳ thích thú. Cô đồng thời đang là người có số điểm đánh giá cao nhất. Bất ngờ, Peter công khai có tình cảm với cô ngay trên sóng truyền hình. Katniss muốn lao vào rồi quánh chết mẹ cái thằng cha này vì nghĩ cậu bịa chuyện bú phêm, nhưng Haymitch ngăn cản vì cả hai càng nổi tiếng thì càng được nhiều tài trợ và tăng khả năng chiến thắng. Ngày thi bắt đầu, Haymitch đưa Katniss đến đấu trường và tiết lộ cho cô một số thông tin. 24 cống phẩm sẽ bắt đầu ở một vị trí gọi là Cornucopia, cùng với vũ khí và vật tư. Nếu như rời khỏi bệ đứng trước khi bắt đầu, sẽ bị nổ chết. Haymitch khuyên cô bỏ vật tư và chạy ngay vào rừng tìm nguồn nước để đảm bảo sống sót. Sina thì bí mật để huy hiệu chim hống nhại vào áo để tiếp thêm tinh thần chiến đấu cho Katniss. Cuộc chiến bắt đầu đúng như những gì Haymitch nói. Những cống phẩm lao đến chém giết nhau điên cuồng. Katniss do dự rồi lao đến cướp một ba lô vật tư trong sự hỗn loạn. Suýt thì chết. Hồn chim én chạy trốn vào rừng thành công rồi nè. Giờ thì unbox cái ba lô nhá, xem nào. Giày thừng, một bình nước, một túi ngủ, một đoạn dây thép, một ít diêm. Lúc này, 12 tiếng pháo vang lên, báo hiệu 12 người đã chết.
Candace lấy nước, kiếm thức ăn. Tối đến thì cô dùng dây thừng cố định trên cây để ngủ. Tất cả những hành động này đều được ghi lại và truyền hình trực tiếp bởi Crane và đội ngũ của ông ta. Mọi thứ trong đấu trường đều có thể điều khiển được từ đây. Đêm hôm đó, một người gần Candace đã óc cho nhóm lửa trại và bị giết bởi nhóm đi săn gồm quận 1 và quận 2. Chúng đã tóm được Pita, dùng cậu để tìm đến chỗ Candace, người đang ở trên cành cây gần đó. Biết được điều đó, cô quyết định dành cả ngày hôm sau di chuyển ra đến rìa đấu trường, tránh xa tất cả kẻ săn lùng mình. Nhưng Crane thì không thích trò anh hùng núp, nên ra lệnh tạo ra một vụ hỏa hoạn, ép cô quay lại đối đầu với nhóm đi săn. Candace tất nhiên là quay đầu rồi chạy như chó rượt, nhanh chóng trèo lên một cái cây. Kato, kẻ đứng đầu, lập tức đuổi theo sau. Chương trình Ai là triệu phú bắt đầu. Candace sẽ chọn gì? Một con dao, một sợi dây thừng, diêm, chai nước. Cái gì huynh đài à? Xài hết con mẹ nó rồi. Glimmer, công phẩm quận 1, dùng cùng để bắn. Nhưng tuyệt hết ai? Pita liền thuyết phục mọi người, cứ chờ đợi cho đến khi cô hết thức ăn và phải mò xuống. Tạm thời an toàn, Candace cố gắng xử lý vết bỏng sau vụ hỏa hoạn. Hamish ở bên ngoài thấy tình hình không ổn, liền đi vận động các nhà tài trợ, gửi cho cô một lọ thuốc mỡ bôi lên vết bỏng. Sớm hôm sau, cô bé Ru ở quận 11 tìm đến Candace, ra hiệu cho cô cưa cây, cho tổ ong độc rơi xuống, khiến cho nhóm đi săn đang ngủ phía dưới phải cuống cuồng chạy con mẹ lá lườn. Riêng Glimmer chậm chân thì chết. Nhưng chính Candace cũng bị đốt và dính độc. Dù đê mê, nhưng cô vẫn không quên lút bộ cung tên của Glimmer. Trước khi ngất đi, cô nhìn thấy Pita chạy đến thúc giục cô chạy trốn. Cô tỉnh dậy vài ngày sau đó, nhờ sự chăm sóc của Ru. Trong lúc cô ngất đi, nhóm đi săn đã quay lại Konokopia và đóng trại ở đó. Candace và Ru quyết định cùng nhau phá hết vật tư ở đó bằng cách để Ru nhóm lửa làm mồi dụ. Cả hai sử dụng chim húng nhại để ra hiệu cho nhau vì loài chim này lặp lại âm thanh của họ. Kế hoạch thì hơi lệch chút khi mà nhóm đi săn để lại một kẻ để canh giữ và đất xung quanh vật tư có dấu vết đào bới. Đúng lúc này, Fogface tiến đến và nhảy một cách kỳ lạ để tiếp cận đống vật tư. Nhờ vậy, Candace chắc chắn có bẫy mìn ở đó và kẻ canh gác cũng đuổi theo Fogface. Cô liền bắn thủng một túi hoa quả, rơi xuống và kích nổ mìn phá toàn bộ đống vật tư. Sau đó Candace quay lại rừng để tìm Ru và thấy cô bé bị dính bẫy. Candace nhanh chóng giải thoát cho cô, nhưng một kẻ trong nhóm đi săn quay lại, ném thương giết chết Ru. Thế là tự nhiên đỡ cảnh chị ngã em đâm lúc cuối game à? Candace giơ lên ký hiệu ba ngón tay như một lời tri ân đến Ru. Toàn bộ người dân khu 11 cũng giơ ba ngón tay để đáp lại cô. Cái chết của cô bé gây lên một làn sóng bạo lực tại quận 11, khiến cho Capitol phải cử quân đội đến đàn áp. Lợi dụng điều này, Hamish thuyết phục Crane đề cao câu chuyện tình yêu của quận 12 để cho dân chúng có thứ để hóng. Thay vì nổi loạn, Crane cũng chịu áp lực của Tổng thống Snow nên đành phải theo ý kiến đó và thay đổi luật thành hai người cùng một quận có thể cùng đăng quang. Candace lập tức hiểu được điều luật này nhắm đến drama mà tình cảm của mình. Cô lao đi tìm Pita và phát hiện anh đang cải trang thành The Rock bên dòng sông. Vì Pita bị Kato đâm vào đùi trong quá trình chạy trốn, Candace dẫn anh đi tìm Kabe. À không, Kev, ý tôi là cái hang động để trốn ý. Vết thương của Pita càng lúc càng tệ. Candace bắt đầu cầu diễn cho mọi người thấy một tình yêu nồng cháy giữa đôi trẻ. Tất nhiên là để khều đơn nét. Nhưng vật tiếp tế lần này không phải thuốc chữa thương mà chỉ là đồ ăn, kèm với lời nhắn của Hamish. Nữa đi. Pita thì vẫn đang nghĩ rằng Candace thích mình thật, cộng thêm đầu óc choáng váng từ vết thương, nên chuyển sang chế độ ôn tập quá khứ như chuẩn bị chết tới nơi. Candace tiếp tục cầu diễn nép vào nách Pita như một cặp đôi đáng thương. Ngày sáng hôm sau, tiếng thông báo vang lên làm Candace biết mình đã thành công. Đấu trưởng đã chuẩn bị thính cho những kẻ sống sót ở Konokopia. Thế nhưng Pita lại ngăn không cho cô đi vì quá nguy hiểm. Dù vậy, vết thương của cậu trở nặng nên cô đã lén lút đi tới Konokopia, lao đến thật nhanh, lấy gói đồ đánh dấu cho quận 12, nhưng bị Clove, công phẩm quận 2 mai phục. Candace bị hạ gục, nhưng Clove là một phản diện gương mẫu. Nên không giết ngay, mà ngồi chế giễu lòng nhân từ của Candace với Ru. Thế là có thời gian cho công nam quận 11 xuất hiện và giết chết Clove, sau đó bỏ đi, không tấn công Candace lần này. Vì điều cô làm với Ru, Candace lập tức mang thuốc về cho Pita. Sáng hôm sau, vết thương của cậu ngay lập tức lành lặn, cả hai quyết định ra ngoài để tìm thức ăn. Và phát hiện ra Fogface đã chết vì ăn phải quả dâu độc, đấu trưởng chỉ còn hai người họ, Kato và công nam quận 11. Crane quyết định kết thúc trận đấu thật nhanh, bằng cách thả những con thú săn mồi vào bản đồ. Ngay lập tức, công nam quận 11 bị giết chết, Candace và Pita bị mấy con thú dồn về phía Konokopia và bắt gặp Kato cũng đang trốn ở đây. Kato giữ lấy Pita làm lá chắn trước mũi tên của Candace, nhưng cô là nhân vật chính nên đã bắn thẳng vào bàn tay của Kato, khiến cho hắn rơi vào bầy thú ăn thịt. Trận chiến tưởng chừng như đã kết thúc thì Crane thông báo hủy điều luật hai kẻ chiến thắng, bắt Pita và Candace chiến đấu. Nhưng cả hai đưa ra lựa chọn
dùng quả độc cùng nhau tự tử, khiến cho Crane bối rối và phải tuyên bố kết thúc đấu trường. Nếu cả hai chết thì chỉ gây ra bất mãn ở các quận, nhưng hành động của Candace thắp lên hy vọng chống lại Capitol. Crane vì thế mà bị Tổng thống Snow bí mật giết chết. Haymitch cố gắng khuyên Candace hãy thể hiện như một con đĩ yêu nước. Cả hai sau đó trở về quận 12 trong vinh quang và không hề biết rằng Tổng thống Snow bắt đầu theo dõi họ. Câu chuyện sẽ tiếp tục như thế nào? Hãy đón xem phần 2 của series Đấu trường sinh tử vào một ngày nào đó. Tôi là Lele. Xin chào và hẹn gặp lại!